sống lòng.
Vào hội đường quê hương, Chúa giao truyền chân lý tình thương. Ai nghe đều tán thành và thân phục lời Chúa vang danh. Nhưng do lòng thành kiến về danh phận gia thế tổ tiên, liền quay lại coi thường, không tin nhận đấy Chúa tình thương. Tại vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê, dù Ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên lý, tình nào sánh ví với ân tình Thiên Chúa dâng mình đến đem an bình, dìu nhân sinh tới nguồn quang vinh. Kìa vào thời Elia, biết bao người đói khát gần xa, những riêng bà quá phù được phúc lộc của sứ ngôn trao. Hay phong quỳ nào thiếu, nhưng chưa lành riêng mỗi vị quan. Vì đâu cần danh phận, hãy thân cận khi Chúa dù. Tại vì cứu thế cũng đã bị từ chối khinh chê, dù Ngài yêu quý hết nhân trần trên đường thiên lý, tình nào sánh ví với ân tình Thiên Chúa dâng mình đến đem an bình, dìu nhân sinh tới nguồn quang vinh.
trời tươi sáng huy hoàng, loài người được sinh giống như hình Thiên Chúa quang linh. Chúa con hết mình cho con người công tác quan cai, canh giữ đất đai, làm bá chủ luôn hết mọi loài. Ôi Thiên Chúa Cha đã sai con một dáng trần, gánh lấy thân phận người lao động, sống đời thánh tân để cứu muôn dân ra dương trần. Xin cho chúng con biết nói gương Ngài luôn mãi, hôm mai trên cần để ông mở rộng nước trời, ý a làm rạng danh Cha. Lộc trời đầy phơi lạnh trong đời như vốn sinh lời, là người quản xa lúc chủ nhà đi vắng phương xa. Nếu làm lại nhiều trên thiên triều hưởng phúc chủ yêu, ai thiếu tin trung dù vậy vùng cũng sẽ khôn cùng. Ôi Thiên Chúa Cha đã sai con một dáng trần, thân phận người lao động, sống đời thánh bần để cứu muôn dân ra dương trần. Xin cho chúng con biết nói gương Ngài luôn mãi, hôm mai trên cần để ông mở rộng nước trời, ý a làm rạng danh Cha. Vạn hồng ân Chúa ban phần trong cõi gian trần, phục vụ thành tâm giữa thăng trầm vui giúp tha nhân. Nói gì giữa đời nên theo lời của Chúa truyền ban, ngay lúc bất an nhờ sức mạnh ơn thánh phục vụ. Ôi Thiên Chúa Cha đã sai con một dáng trần, gánh lấy thân phận người lao động, sống đời thánh bần để cứu muôn dân ra dương trần. Xin cho chúng con biết nói gương Ngài luôn mãi,